rồi thì cô giáo có nói gì đến họp hành phụ huynh gì không? Con chưa biết. Chưa biết à? Thế được rồi, nếu bao giờ mà cô giáo bảo họp thì con phải bảo ngay với mẹ nhá. Vâng, con biết rồi. Thế con biết đâu con bảo mẹ. À, đúng rồi, mẹ có một chuyện này từ sửa từ ngày sửa ngày xưa con muốn hỏi mẹ lâu lắm rồi. Chứ khi của mẹ đẹp không mẹ? Trời ơi, con nói đến chuyện gì chứ, ký của mẹ nhá, là đẹp nhất huyện. Con nhìn kỹ nhá, mẹ ký đẹp cực văn kỳ luôn. Ồ, thấy chưa? Con nhận chữ ký của mẹ đẹp thật đấy. Nhưng mà thường cô nhỉ, tại vì mẹ nó to. To. Thế mẹ có ký được lúc bị bịt mắt không? Lúc bị bịt mắt á? Tức là bịt mắt thế này chứ gì? Thôi rồi, ôi, chữ ký nó ở trong đầu mẹ rồi ạ. À. Mẹ bịt mắt á, à. Mẹ không ký đẹp hơn. Nhưng mà con không tin đâu. Sao bây giờ? Mẹ phải ký cho con mới tin. Thế à? Mẹ lại nhắm mắt kìa, mẹ ký cho con xem á. Mẹ bịt mắt thì bịt mắt. Đây là số mấy? Số 1. Ý, thế là mẹ không nhìn thấy gì rồi. Đây được rồi, bây giờ con lấy giấy cho mẹ ký nha. Đây, con ở đây nè. Bút ở đây, bút đây. Rồi, đây nhá, mẹ đặt bút ở đây nhá. Đấy, mẹ đặt bút ở chỗ đấy ấy mẹ. Đấy, mẹ ký đi. Rồi. Ôi mẹ ơi, chị ký mẹ đẹp lắm. Thôi mẹ ngồi đây cho mẹ làm việc tiếp đi nhá. Và xuống nấu cơm cho mẹ nhá. Ngoan lắm. Ôi trời ơi, quá mồ hôi hột. May quá mẹ không biết là cô giáo muốn gặp mẹ. Không mẹ biết chắc mình chết mất. Thôi mình phải đi giấu cái tờ giấy đi ngay mới được. Lần này mẹ tha cho nhá, lần sau mà còn thế là mẹ sẽ thả con.